sư nhiệm chức sẽ được tấn phong mục sư và 15 thầy quản nhiệm các hội thánh tại địa phương, lãnh đạo các ban ngành sẽ được tấn phong mục sư nhiệm chức. Họ đến từ 7 giáo hạt, trên 17 giáo hạt của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm chúng ta. Ở trong lần này thì rất là nhiều giáo hạt đã đề cử các vị mục sư đủ cái phẩm chất, cũng là những vị mục sư ở tại địa phương đề cử lên cho chúng tôi. Họ là những người mục sư nhiệm chức, là những người nhân sự truyền giáo, lãnh đạo giáo hạt ở trong rất là nhiều năm. Có vị thì đã hướng dẫn hội thánh trên 20 năm. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi xác nhận những chức vụ của họ. Và thực ra đó là những chức vụ thánh mà Chúa đã chọn lựa họ, và họ đã trang bày trung tín tới Chúa rất là nhiều năm. Qua rất nhiều khóa học, thần học của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm, các môn học họ đã thi làm bài rất là nghiêm túc. Và số các vị mục sư nhiệm chức sẽ được phong chức trong buổi sáng nay là những người đạt kết quả tốt nhất. Còn 13 vị nữa không đạt thì ao ước rằng lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn. Tuy nhiên chức vụ mà Chúa trao cho quý vị vẫn không hề thay đổi. Căn cứ vào hiến chương của Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm, chương 8 về quyền tấn phong và bổ nhiệm hàng giáo phẩm. Thay mặt ban thường vụ tổng hội, tôi xin công bố quyết định tấn phong các vị mục sư và mục sư nhiệm chức trong buổi sáng hôm nay. Họ là những người mục sư nhiệm chức và là nhân sự truyền giáo. Trước nhất tôi xin mời 8 vị mục sư nhiệm chức sẽ được phong chức mục sư trong buổi sáng hôm nay. Xin mời quý vị đứng lên. Đã khi tôi đọc tên từng người thì mời quý vị tiến lên, bước lên phía trên và họ thánh vỗ tay cảm ơn Chúa vì những con người trước mặt Đức Chúa Trời họ đã trung tín bước đi ở trong ơn lành của Chúa. Thứ nhất, Cá Rội. Thì Cá Rội sinh năm 1982, dân tộc Cờ Ho, đến từ giáo hạt Matthew quản nhiệm hội thánh Samuel năm. Thì Cá Nhem sinh năm 1968, dân tộc Cờ Ho, đến từ giáo hạt Matthew quản nhiệm hội thánh Samuel 6. Thì Caras sinh năm 1968, dân tộc Mạ, đến từ giáo hạt Luca quản nhiệm hội thánh Philly. Thứ tư, Liễu Chuyên sinh năm 1977, dân tộc Spain, đến từ giáo hạt Galati, phụ trách giáo hạt hội thánh Cần Lê, Thanh Lương, Bình Phước. Thứ năm, Ca Mung sinh năm 1967, dân tộc Mạ, đến từ giáo hạt Công Vụ, giáo trưởng giáo hạt Phaolô. Thứ sáu, Ca Hai sinh năm 1969, dân tộc Mạ, thuộc giáo hạt Công Vụ, quản nhiệm hội thánh Liên Đơn. Thứ bảy, Dương Văn Dế sinh năm 1982, dân tộc Hồ Mông, giáo hạt Mát, quản nhiệm hội thánh Cư Vui, Rồng Nô, Đắk Lắk. Thứ tám, Xính Tráng Báo là 178, dân tộc Hờ Mông, giáo hạt Mát, quản nhiệm hội thánh Rồng Bon 2 ở tại Đắk Lắk. Một lần nữa chúng ta cảm ơn Chúa, 8 vị mục sư nhiệm chức được phong chức mục sư trong buổi sáng nay. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Và tôi xin đọc danh sách của 15 vị sẽ là những người mục sư nhiệm chức trong buổi sáng nay. Họ là những nhân sự truyền giáo, họ là những lãnh đạo ở các giáo khu và giáo hạt. Và trong buổi sáng nay, cậy sự ủy quyền của Chúa,
Và căn cứ vào hiến chương của thánh, tôi xin công bố danh sách. Trân trọng kính mời toàn thể 15 vị xin mời đứng lên. Và đang khi chúng ta đọc tên thì quý vị cũng vỗ tay như là một sự xác nhận và đón chào trong từng chức vụ một. Thứ nhất, Giang Seo Phển. Giang Seo Phển, sinh năm 1990, dân tộc Hờ Mông, dân tộc Mác, quản nhiệm hội thánh Quảng Phú, Rondo, ở tại Đắk Lắk. Thứ nhì, Ca Nhít. Ca Nhít sinh năm 1984, dân tộc Cờ Ho, đến từ hạt Ma Thị ơi. Hội thánh Samuel, thì Ca Lít. Ca Lít sinh năm 1966, dân tộc Mạ, đến từ cái hạt Giang, quản nhiệm hội thánh tại Đắk Sơn, Đắk Long, Đắk Nông. Thứ tư, thì Cá Bội. Sinh năm 1986, dân tộc Cờ Ho, dân tộc Mathieu. Thứ năm, Gia Quy. Gia Quy sinh năm 1983, dân tộc Chiru, đến từ dân tộc Mathieu, họ đánh Samuel. Samuel 1. Thứ bảy, Vàng Mỹ Xín. Thứ bảy, xin lỗi, Ca Tư, sinh năm 1985, dân tộc Cờ Ho. Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Kế tiếp là Vàng Mỹ Xín, sinh năm 1988, dân tộc Hờ Mông, đến từ Hạt Mát, quản nhiệm hội thánh Hồ Vôi, Vụ Bổn, Rông Nô. Thứ tám, Thảo A Gâu. Thảo A Gâu sinh năm 1988, dân tộc Hờ Mông, đến từ Hạt Israel, núi Hồng tại Sơn La. Và chúng ta đã nghe nói về một con người rất là đơn sơ và đã đem 1.000 người về với Chúa trong vòng thời gian 4 năm. Đang khi Chúa thăm viếng trên con người này. Người thứ 9, Tiểu Ưng. Tiểu Ưng sinh 1955, dân tộc Stin, quản nhiệm hội thánh Phú Lỗ, đến từ giáo hạt Galati. Thứ 10, Tinh Văn Tuyên. Tinh Văn Tuyên là người hướng dẫn chương trình của chúng ta. Sau 1979, dân tộc Kinh, đến từ giáo hạt Israel, quản nhiệm hội thánh Phao Lô ở tại thủ đô Hà Nội. Người tiếp theo là Ca Ken. Ca Ken sinh năm 1960, dân tộc Stin, Galati, quản nhiệm hội thánh Tân Mai ở tại Lập Thành. À xin lỗi, Điểu Ken. Tôi nhìn ở bên dưới, tôi nhìn thấy Ca và Điểu nó hơi có cái màu da giống nhau, tôi hơi lộn. Điểu Ken, dạ. Những em rất là tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Amen, cảm ơn Chúa. Đỗ Đức Khương. Đỗ Đức Khương sinh năm 1964, dân tộc Kinh, đến từ giáo hạt Israel, quản nhiệm hội thánh Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cát Rồng. Cát Rồng sinh năm 1987, dân tộc Mạ, đến từ giáo hạt Công Vụ, hội thánh La Hòn, quản nhiệm hội thánh Tam Hồng. Thầy Xin Mỹ Hờ. Thầy Xin Mỹ Hờ sinh năm 1985, dân tộc Hờ Mông, đến từ cái hạt Mát, Rong Bông tại Đắk Lắk. Và người cuối cùng rất là cao giống như Goliath, thầy Cao Minh. Thầy Cao Minh sinh năm 1980, dân tộc Mạ, quản nhiệm hội thánh tại Đèn La, giáo hạt Công Vụ. Đó là danh sách 15 vị nhân sự một nhiệm chức và sẽ được phong truyền giáo. Cho đến trường chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà đến bậc thành nhớ được tầm thước vóc dạc trọn vẹn trong Đấng Christ. Chúng tôi xin hứa sẽ lớn lên và luôn cảm ơn.
Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng mà làm. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Khi đấng làm đầu các kẻ chằn chiên hiện ra, anh em sẽ được máu chư thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Hallelujah! 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 Amen! Hallelujah! Chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Và ước rằng họ sẽ giữ điều họ đứng trước mặt Chúa trung tín trên ngày Jesus Christ trở lại để nhận lãnh máu chư thiên vinh hiển không hề tàn héo. Xin trọng toàn thể quý vị sẽ được phong chức mục sư, mục sư nhiệm chức trong sáng nay. Xin mời quý vị quỳ gối xuống. Trân trọng mời ban cố vấn và trân trọng mời toàn thể ban điều hành tổng hội, chúng ta đứng lên đặt tay cầu nguyện cho quý vị sẽ là tân mục sư và tân mục sư nhiệm chức trong sáng nay. There are new giftings to be taken hold of. Và có những ân tứ mới mẻ mà chúng ta cần nắm lấy. There will be a new outpouring of grace that will come upon you. Và sẽ có sự tuôn đổ của ân điển này sẽ tuôn đổ xuống trên các anh em. The Lord says, "Wait on me." Và Chúa phán rằng, hãy chờ đợi, hãy ngựa trong nơi ta. Go to that secret place. Hãy đi vào trong nơi kín nhiệm đó. And wait on me. Và chờ đợi ta. And then when you come out, và khi các ngươi bước ra, you come out as a roaring lion. Các ngươi sẽ bước ra như những sư tử gầm thét. You come out full of the power of your God.
và bước ra đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời của các anh em. You come out with newness in your hands. Và bước ra với sự mới mẻ trong đôi tay của mình. And you'll do things that people have never seen before. Và anh em sẽ làm những điều mà người ta chưa hề thấy bao giờ. You'll see the hand of God in ways that no one else has ever seen. Họ sẽ nhìn thấy cánh tay của Đức Chúa Trời trong những phương cách mà trước giờ họ chưa từng thấy. God has chosen you for such a day as this. Và Chúa đã chọn lựa em cho một ngày mới như thế này. So be strong. Nên hãy mạnh mẽ. Be courageous. Hãy can đảm. Stand firm in your Lord. Hãy đứng vững trong nơi Chúa mình. And you will see these things come about. Và anh chị em sẽ nhìn thấy mọi điều này xảy đến. Amen. 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 Xin trân trọng kính mời mục sư Dương Thị Thảo, tân phó tổng huấn luyện của Liên đoàn Điều Âm sẽ cầu nguyện cho các vị tân mục sư và tân mục sư nhận chức. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con hiệp nhau lại đây để cùng xác nhận mỗi anh em chúng con là người mà Chúa đã kêu gọi, đã chọn lựa. Chúa ơi, nguyện cho mỗi anh em chúng con đều biết rằng mình đang bước vào một giai đoạn mới, một thời kỳ mới. Ngài dẫn chúng con đi. Nguyện dòng sông huyết báu Ngài luôn luôn vây phủ trên đời sống mỗi anh em chúng con và trên gia đình con cái họ. Chúa ơi, và nguyện Ngài kéo chúng con vào trong nơi kín mật của Ngài. Chúa ơi, tại nơi đó mỗi chúng con kinh nghiệm tình yêu của Cha. Chúa ơi, và tình yêu của Ngài cất đi hết mọi sự lo âu, mọi sự bất ổn, mọi sự thương tích trong mỗi đời sống anh em chúng con. Và khiến anh em chúng con được lành mạnh cả về thân hồn linh. Và chúng con được đổ đầy tình yêu của Ngài, sự xác quyết của Ngài. Chúa ơi, để khi anh em chúng con đi ra, anh em chúng con biết rằng anh em chúng con là những con trai được yêu dấu của Ngài. Và chúng con đem sự chữa lành, đem quyền năng tình yêu, sự cứu rỗi của Ngài đến cho mọi linh hồn mới mất. Chúa ơi, và quyền Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước, anh em chúng con đi với, chúng con đi sau. Chúa ơi, và trang bị cho mỗi chúng con lời sự sống của Ngài. Chúa ơi, xin cho lời đó được sống động nhảy nhót trong mỗi đời sống anh em chúng con. Chúa ơi, để chúng con biết rằng mọi lời hứa của Ngài đều là phải và amen trên mỗi đời sống chúng con. Gia tăng thêm đức tin cho chúng con, đi từ đức tin đến đức tin. Chúa ơi, từ sức mạnh đến sức mạnh. Chúa ơi, từ vinh hiển qua vinh hiển, từ quyền năng đến quyền năng. Chúa ơi, và mỗi anh em chị em chúng con đều kinh nghiệm tình yêu của Ngài cảm động chúng con. Để chúng con biết rằng nếu có một người đã chết vì mọi người thì bây giờ những kẻ còn sống sẽ không vì chính mình đến điểm qua mỗi đời sống chân này tới ngày hôm nay. Chúng con bước đi một cuộc phiêu lưu kỳ thú với đấng yêu thương chúng con. Cảm ơn Ngài đã lấy tình yêu thương đời đời mà yêu thương chúng con và lấy sự nhân từ Ngài kéo chúng con đến. Nguyện mỗi chúng con được thay đổi trong sự hiện diện của Ngài, thay đổi tâm trí, thay đổi tâm lòng, và cho chúng con bước đi với Chúa trong một mùa mới với mọi điều mới mẻ Ngài thiết lập cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mỗi anh em chúng con trong cái tay bồng ẩm của Ngài, cả gia đình, cả vợ con cái của họ. Nguyện Chúa chúc phước cho và nguyện Ngài được vinh hiển. Chúng con dâng mọi sự tôn quý, quyền năng, vương quốc cho Chúa và hiệp ý cầu nguyện trong danh Jesus. Thẻ mục sư và giấy chứng nhận mục sư nhiệm chức, cũng như là thẻ mục sư nhiệm chức cho quý vị. Dạ, xin mời. Thẻ mục sư. Okay, Pastor, you can say. Quý vị nào có những
có người vợ ở dưới, chúng ta cũng phải chuẩn bị, hả mà chuẩn bị. Để khi mà ở trên đây đang khi hát bài lời Thiên Chúa, bài quyết dân như là sự xác tín về chức vụ tấm lòng của Hoàng, thì trong thời gian đó chúng ta sẽ bước lên để tặng hoa, như là một sự hân hoan vui mừng.
mặt toàn thể Hội Thánh Chúa Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm, tôi xin công bố tất cả quý vị đang đứng trước mặt hội đồng trong buổi sáng hôm nay, họ sẽ là những tân mục sư và tân mục sư nhiệm chức. Lời Chúa phán với quý vị rằng hãy giữ lấy mình và luôn cả bài mà Thánh Linh của Chúa lập anh em làm kẻ chăm sóc hội thánh của Chúa mà Ngài mua bằng chính huyết của mình. Xin Chúa Ngài đầy dẫy quyền năng Thánh Linh của Chúa trên đời sống của quý vị, trung tín, hiệu quả, mạnh mẽ, sống động ở trong linh ân Thánh Linh của Chúa từ bây giờ đến ngày Jesus Christ trở lại. Amen. Alleluia. Alleluia. Kể từ lúc này tôi trân trọng công bố họ là những vị mục sư và mục sư chính thức của Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm chúng ta. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng lại cảm ơn Chúa. Let's pray together. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Father God, Lạy Đức Chúa Cha, we thank you for sending us your Son. Chúng con cảm ơn Ngài vì đã ban đến cho chúng con trai của Ngài. We thank you that through sending your Son Jesus, con cảm ơn Ngài vì qua việc Ngài ban Chúa Giêsu đến, you've enabled us to enjoy the fruits of heaven. Ngài đã làm cho chúng con có thể vui hưởng những bông trái của thiên đàng. That you have restored our relationship with you. Là Ngài phục hồi lại mối quan hệ giữa chúng con với Ngài. Father, we thank you for that. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài về điều đó. Jesus, we acknowledge your authority and power. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận biết uy quyền và quyền năng của Ngài. That in your name, chúng con nhớ danh Ngài. We have authority. Chúng con được uy quyền trong Ngài. And we welcome you, Holy Spirit. Và chúng con chào đón Đức Thánh Linh. That you work through us and in us. Là đấng đang hành động qua chúng con, đang hành động trong chúng con. To know the Father. And to work with the Son in partnership with Him. Để chúng con có thể cộng tác với Đức Chúa Trời, chúng con cộng sự ngoài công việc. As we come and celebrate this breaking of bread. Và đang khi chúng con cùng đến với nhau và cùng dự bè bánh. We want to acknowledge your goodness to us. Chúng con muốn nhận biết điều kinh điển Ngài đã ở cùng chúng con. Remember that it was your body broken for us. And that blood that was shed for us. That we might enjoy the fruits of the kingdom. So Jesus, we want to acknowledge you here this morning. As you remember what you have done for us. But we also celebrate the life you've given to us. We'll just read some words of scripture. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it. And gave it to his disciples, saying, take and eat. This is my body. Then he took the cup. Gave thanks. And offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Thank you, Jesus.
Thank you.
ministry. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your goodness to us. Lord, that we can stand here as your family. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài về sự tốt lành của Ngài đối đãi cùng chúng con. Chúng con có thể đứng đây như là gia đình của Ngài. And that we can stand here knowing that we are as one before you. Và chúng con có thể đứng đây và nhận biết rằng chúng con là một trong Ngài. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Mời mục sư Thảo lên lời cầu cảm ơn của vị mục sư nữ, và nhất là Tân Phó Huấn Nhiệm thì chắc là chất lượng hơn tôi. Tôi sẽ tuyên bố bế mạc, còn mục sư Thảo sẽ có lời cảm ơn với quý vị. Anh chị em có được phước trong kỳ hội đồng vừa qua không? Lên người già, và để cho mọi sự có thể được phước và được sắp xếp thì chúng tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho thời tiết thật là mát mẻ. Trước nhất tôi cảm chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẵn sàng. Chị em có thể ngon không? Ngon và ăn có ngon không? Cảm ơn Chúa ăn ngon, ngủ ngon và sống khỏe để ông Chúa. Cảm ơn Chúa vì mỗi công việc ông của nhiều tất cả nhiều con cái Chúa, chúng ta nhiều người mà hiện nên như một người. Có người thì lo việc thờ phượng, có người thì lo việc nấu bếp lặt rau, có người thì lo việc là dọn rác, có người thì lo việc lau nhà, rồi và tất cả mọi việc thì anh chị em đều từ ban nấu bếp, ban phục vụ, ban tiếp tân, ban trật tự, rồi ban văn phòng, rồi các ban lo về điện nước, tất mọi thứ thì cảm ơn Chúa vì các anh chị em đã bởi ơn của Chúa, bởi lòng yêu với Chúa và đã cứ trung tín làm mọi việc mà có nhiều khi không ai biết hết. Nhưng mà chúng tôi biết rằng thiên sứ của Đức Giê-hô-va sẽ quay hình và ghi lại mọi cái công lao anh em đã vì lòng yêu thương và làm ra của Ngài. Và chúng ta trong ban chia về sách nữa và trao tất cả, rồi ban phân phối sách mọi việc, tất cả mọi việc thì cảm ơn Chúa vì Ngài đã cảm động lòng anh chị em, chúng ta đều có phần vào trong công việc nhà Chúa hết. Và chúng tôi xin Chúa sẽ chúc phước dư dần lại hết thảy anh chị em, và cái điều nào mà không ai thấy thì điều đó là Chúa sẽ ban thưởng chúng ta lớn nhất. Vì khi lúc nào mọi người thấy mà khen chúng ta thì chúng ta bị mất phần thưởng, phải không anh chị em? Cho nên khi chúng ta làm điều gì mà không ai thấy là bảo đảm Chúa thưởng chúng ta hết. Và Chúa nói nếu chúng ta có vì có Chúa mà cho người anh em một ly một chén nước lặng thôi thì cũng nó không mất phần thưởng. Cho nên khi chúng ta làm nhiều nhiều điều, xin Chúa sẽ chúc phước và ban thưởng dư dật lại cho các anh chị em. Và đến trong ngày khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ ngạc nhiên vô cùng vì bao nhiêu người ôm lấy phần thưởng rất lớn là những con người yên lặng ở trong nơi cầu nguyện và không ai biết hết. Nên xin Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta sẽ bước vào trong sự cầu nguyện với Chúa, và chúng ta sẽ đi ra phục vụ ở dưới thiên đàng mở rộng ở trong quyền năng của Chúa luôn luôn. Amen không anh chị em? Và xin Chúa ban phước, và chúng ta hãy vỗ tay tất cả các ban hành. Bây giờ chúng ta sẽ trân trọng kính mời toàn thể vị diễn giả ở trong đào đồng tiến lên đây để chúng tôi có những món quà yêu thương chuyển đến quý vị. We would like to ask all the team that come. Hallelujah. Các giáo hạt chúng ta có chuẩn bị quà thì cũng gửi cho các vị mục sư ở trong ban tư vấn, cũng là những diễn giả ở trong kỳ đại hội. Chúng ta cảm ơn Chúa thì Ngài đã sử dụng rất là hiệu quả ban tư vấn như là một sự che phủ thuộc linh trên hết thảy mọi chúng ta, và áo ước là sự chào thập viên của Ngài để dạy trên thập viên.
praise God for the Lord have using you, our advisory board, to come to stand with us through all the years, helping us through. Vinh Chúa qua đời sống chức vụ quý vị thì đất nước tại Singapore, tại Úc, tại Anh sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh lớn lao của Chúa. May the Lord through your ministry, through the service, that the Lord will bless Singapore, will bless the UK, will bless Australia, yeah. Abundantly. Amen. Hallelujah. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa đã gửi đến tay của Chúa trong đời lòng chúng ta. Hallelujah. Xin mời chúng ta chuyển một số món quà cho các vị. Xin mời quý vị trong ban điều hành ủng hộ hãy giúp đỡ để chuyển quà đi trước đến cho các vị tôi Chúa. Các vị xin mời chúng ta đứng lên. Có một số quà từ các giáo hạt và chúng ta cũng gửi để xin Chúa hãy đại diện thánh linh của Chúa trên chức vụ và địa vị của Chúa. Những món quà yêu thương, những sự gửi gắm trong sự cầu nguyện. Xin mời đem xuống ha, phát dụng. Cảm ơn. Ban ẩm thực rồi ban tiếp tân có mặt ở đây không? Có không? À, có. Mời đại diện của ban ẩm thực cũng có mặt ở đây. Nếu mà quý vị đang ở dưới bếp mà nghe âm thanh này thì xin mời bước lên. Ở phòng này có ai đại diện ẩm thực chưa? Hay có ban thực? Tại ẩm thực mà lên trên đây hết thì chúng ta có thể bị bị có vấn đề trong buổi trưa hôm nay. Mời cử một đại diện. Mời cử đại diện của một người ẩm thực. Ban tiếp tân. Cảm ơn. Chúng ta có món quà quý vị.
Mời cô nào trong ban tiếp tân em lên. Dạ. Dạ, đây là người giữ cổng nghiêm khắc của chúng ta. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa vì nhờ cô nào nên tiếp cho người ra ngoài. Ít thì tôi thấy là cũng không phải là ít đâu mà có để lọc cửa nhiều người lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa rất tốt. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Chúng ta chào vỗ tay nữa. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cảm ơn rằng trong chương trình hội đồng tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho mọi chúng ta. Alleluia, Alleluia, cảm ơn Chúa. Ok, rồi xin mời quý vị. Ở trên ban tiếp tân và trật tự thì rất là đông, trên 10 thành viên. Nhưng có lẽ là họ đang rải các phòng. Rồi ban ẩm thực cũng vậy. Ban ẩm thực hôm nay khoảng chừng từ 20 trên dưới 20 người. Họ chỉ đại diện hơn. Cảm ơn Chúa, Alleluia. Một lần nữa xin mời toàn thể hội đồng chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện chung. Chúng ta hát Alleluia, cảm ơn Chúa. Và sau đó một sư Don sẽ cầu nguyện chúc phước trên mọi chúng ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện chung. Xin cảm ơn. Để cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha đến, ý cha đến, ở đất như trời. Xin cho con ngày nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội của chúng con. Xin để cho con được tha tội, sống cứu con khỏi tội ác. Vì nước quý vì thế. Cảm ơn Ngài vì những điều tốt lành nhất mà Ngài ban cho chúng ta. This is what the Lord Almighty says. Đây là những gì Đức Chúa Trời toàn năng phán rằng. He who made a way through the sea. Ngài đã đấng mở con đường ra trên biển. A path through the mighty waters. Một con đường qua những dòng nước lớn. He who drew out the chariots and the horses. Ngài đã đấng ngự trong các xe ngựa lửa. The army and the reinforcements together. Và làm cho các mọi đạo binh đến cùng nhau. And they lay there, never to rise again. Và mọi đạo binh đều nằm dưới đó và chẳng hề trỗi dậy nữa. Extinguished, snuffed out like a wick. Và Ngài làm một cách đặc lạ lùng, đặc biệt như vậy. This is what the Lord says. Và đây là những gì Đức Giê-hô-va toàn năng phán rằng. Forget the former things. Hãy quên những sự đã qua. Do not dwell on the past. Đừng ở trong những điều thuộc về quá khứ nữa. See, I am doing a new thing. Hãy xem kìa, ta đang làm những sự mới. Now it springs up. Và bây giờ nó nổi lên.
Do you not see it? Người không, các ngươi không nhìn thấy sao? I am making a way where there was wilderness. Ta làm mở ra một con đường trong nơi sa mạc. I am making a way where there was wastelands. Và ta làm một con đường ở nơi đất khô. And I will give you streams of water. Và ta sẽ ban cho ngươi các dòng nước. I will cause you to flourish. Và khiến cho ngươi được nở rộ lên. I will bless you. Ta sẽ ban phước cho các ngươi. Even in the places where before it was wasteland. Ngay cả tại trong những nơi mà trước đây là đất khô khan. Even before, even where it was before, places of opposition. Ngay cả trước đây là những nơi vùng đất của sự chống đối. Prepare to receive my blessing, says the Lord. Hãy chuẩn bị để nhận lãnh mọi sự chúc phước của ta, Đức Chúa Trời toàn năng phán vậy. Father, I release the Spirit of God on every person that is here. Cha ơi, con công bố sự khai phong của quyền năng Đức Thánh Linh Ngài trên mỗi một người đang ở tại nơi này. I release an anointing on each person. Con khai phong sự sức dầu trên từng mỗi một người tại đây. I release an empowering on each person. Con khai phong quyền năng của Ngài trên từng mỗi anh chị em lại đây. An empowering that will go on and on. Sự trang bị quyền năng mà sẽ cứ tiếp tục lại. Amen. An empowering that will reach into the future. Và sự quyền năng mà sẽ đi đến vào cả trong tương lai nữa. An empowering that will touch the people who we touch. Và trang bị quyền năng khiến chúng con đụng chạm những ai, những người đó cũng được Ngài đụng chạm. An empowering that will spread. Và sự quyền năng mà sẽ lan rộng ra. I release this in Jesus' name. Con khai phóng tiền mọi điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen. And Father, we receive your hand spreading your word across this nation. Và Cha ơi, chúng con nhận lãnh lấy mọi công việc của tay Ngài, lan truyền lời Ngài khắp cả đất nước này. We receive your hand spreading your word across Cambodia. Và chúng con nhận lãnh tay của Ngài truyền ra mọi công việc của Ngài khắp cả vùng đất Campuchia. And across Laos and across Thailand. Và qua cả nước Lào, qua cả Thái Lan. Amen. And into China. Và vào cả Trung Hoa nữa, Trung Quốc nữa. We receive the power of your anointing. Chúng con nhận lấy mọi quyền năng của sự sức dầu Ngài. And Father, we go out in that in Jesus' name. Và Cha ơi, chúng con sẽ đi ra trong mọi quyền năng đó. We go out as victors, as conquerors in the name of Jesus. Chúng con đi ra với tư cách những người chiến thắng, những người đắc thắng trong danh của Chúa Giêsu Christ chúng con. Because we are members of your family. Vì cớ chúng con là thành viên trong gia đình của Ngài. We are your sons. Chúng con là những con trai của Ngài. And the nations are our inheritance. Và các dân tộc Ngài ban chúng con làm cơ nghiệp, là cơ nghiệp của chúng con. We do this in Jesus' name. Chúng con làm mọi điều này nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sống như Chúa Giêsu được bế mạc trong quyền năng, trong sự vinh hiển của Ba Ngôi Đức Chúa Trời chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Hãy gặp lại toàn thể các mục sư nhiệm chức và toàn thể các đại biểu ở trong kỳ đại hội đồng tháng 9 năm 2016, cụ thể là ngày 17 đến ngày 22 tháng 9 năm 2016. Amen. Hallelujah. Chúng ta một lần nữa ngợi khen Chúa, xòe vỗ tay. Hallelujah. Và cảm ơn Chúa.